Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức của các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Những fan cứng cựa của nhà SM chắc hẳn không hề xa lạ với cái tên Yoo Ji-min. Đây là nữ trainee nổi tiếng từng biểu diễn cùng với Taemin bài hát One. Kể từ khi góp mặt trong sản phẩm mới của đàn anh cùng nhà, Yoo Ji-min nhận được rất nhiều sự chú ý. Ai nấy đều chắc mẩm cho rằng cô nàng nắm trong tay xuất ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới của ông lớn SM. Tuy vậy gần đây, Yoo Ji-min thành cái tên gắn liền với vô số lời đồn. Trên trang cộng đồng The Cool, một bài đăng bóc trần tính cách thật sự của Yoo Ji-min đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Những người khẳng định biết rõ tính cách ngoài đời của Yoo Ji-min đăng tải hình ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với cô nàng. Đặc biệt, Ji-min khiến vô số fan K-pop phẫn nộ vì cả gan nói xấu, chỉ trích ngoại hình của loạt nam thần BTS, EXO hay là NCT. Nói xấu EXO và NCT. Cụ thể, khi bạn bè đang an ủi Yoo Ji-min, cô nàng đã tiết lộ luôn kế hoạch ra mắt thành viên mới cho NCT của SM và đá đều hai anh chàng. Hôm nay tớ căng thẳng quá, họ nói họ định công bố hai trainee nam sẽ thành thành viên của NCT. Điều tồi tệ hơn cả là hai người này không đẹp trai một chút nào, tớ buồn quá, công ty thậm chí còn chẳng cho tớ bất cứ thứ gì. Tớ đã kể với cậu về hai người họ chưa nhỉ? Jung Sung Chan và một cậu người Nhật. Đáng lẽ tớ phải thi tuyển vào Big Hit, tớ thấy đau lòng đến mức muốn khóc. Xóa tin nhắn này đi khi mà cậu đọc được nhé. Chưa dừng lại ở đó, Yoo Ji-min tiếp tục chỉ trích SM, nói xấu đàn anh EXO. Tớ không biết nữa, tớ đoán đây là kết thúc của công ty rồi. Tớ cảm thấy họ sẽ thất bại. Nếu cậu đọc được những dòng này thì hãy xóa đi nhé, xóa toàn bộ cuộc trò chuyện của ngày hôm nay đi nữa. Nói thật thì EXO cũng chẳng thể nổi tiếng như xưa nữa, có vẻ như NCT cũng không làm tốt nên tớ rất lo. Đáng lẽ tớ nên thi tuyển vào Big Hit hoặc ít nhất là YG. Bôi nhọ ngoại hình của BTS, EXO. Bạn của Yoo Ji-min đã hỏi xem cô nàng muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn vào Big Hit không và nhận được ngay câu trả lời thẳng thắn từ nữ trainee. Khi nhắc đến BTS, Yoo Ji-min buông lời chỉ trích thậm tệ ngoại hình của nhóm nhạc toàn cầu. Tớ nghĩ tình hình không tệ đến vậy đâu, chỉ là tớ nghĩ những idol trong công ty mình hiện tại không thể so sánh với các công ty khác được. Tớ từng không hề thích BTS đâu bởi vì họ xấu xí. Bạn của Yoo Ji-min còn đổ thêm dầu vào lửa khi nhắn lại. Đúng đấy, chúng mình thường nói xấu BTS mà, đặc biệt là Ji-min và RM. Đúng là hồi đấy buồn cười thật. Những tưởng người bạn này có mối quan hệ thân thiết với Yoo Ji-min, thậm chí còn cùng nói xấu idol khác với nữ trainee. Tuy nhiên, sau khi Yoo Ji-min thái độ với cả bạn của mình, thì người này đăng tải cuộc trò chuyện lên mạng. Cuộc trò chuyện của Yoo Ji-min và bạn kết thúc với những lời hằn học của nữ trainee. Cậu đang nói cái gì thế? Có rất nhiều người sẽ nghe tớ nói chuyện nhé. Nếu cậu không muốn thì đi đi. Đáng chú ý, đây không phải là bài đăng đầu tiên bóc phốt tính cách thật sự của Yoo Ji-min. Trước đây, Yoo Ji-min còn bị tố là đã chê cai của EXO xấu sau khi cùng anh chàng này đóng chung đoạn quảng cáo. Đoạn quảng cáo này hiện chưa được tung ra. Netizen đang tranh cãi nảy lửa. Hiện tại có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan đến những bài đăng tố tính cách thật của Yoo Ji-min. Nhiều cư dân mạng bất ngờ tin tưởng bài đăng ẩn danh nói trên bởi Yoo Ji-min thường xuyên tiết lộ nhiều thông tin mật. Ngày tháng của cuộc trò chuyện này cũng sớm hơn tin tức chính thức được SM công bố. Bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng bài đăng ẩn danh trên chỉ là những lời bịa đặt nhằm vu khống và bôi nhọ Yoo Ji-min. Trước đây, được biết Ji-min cũng có tài khoản riêng, thường xuyên trả lời câu hỏi và giao lưu với người hâm mộ vô cùng hòa nhã. Ji-min còn từng an ủi bạn cùng lớp, dặn bạn hãy nhắn tin cho mình bất cứ khi nào cần. Đặc biệt, cũng có nhiều bình luận bên dưới bênh vực cho Yoo Ji-min, khẳng định cô nàng ngoài đời được rất nhiều bạn bè yêu mến. Có cư dân mạng còn chỉ trích bạn của Yoo Ji-min vì không xóa tin nhắn đi dù được dặn dò. Đến nay, công ty chủ quản SM vẫn chưa hề lên tiếng đính chính hay là phủ nhận những thông tin trên. Những luồng thông tin trái chiều xuất hiện ngày một nhiều, khiến các fan vô cùng bối rối vì không biết nên tin ai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất tới trong ngày đến từ chúng mình nhé.